Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Quang Hải sa sút nặng sau khi xuất ngoại, người hâm mộ lo lắng về tương lai bóng đá Việt Nam sau AFF Cup. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vừa trải qua một kỳ AFF Cup đáng quên trong sự nghiệp và số 19 đối diện nhiều thách thức phía trước khi trở lại nước Pháp chơi bóng. Ở AFF Cup 2022, anh là một trong những cầu thủ để lại sự thất vọng lớn nhất. Dấu ấn của số 19 chỉ là pha kiến tạo giúp cho Hoàng Đức ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng đấu bảng. Với việc Thái Lan vắng rất nhiều trụ cột tại AFF Cup 2022, nên khi Quang Hải được Pau FC đồng ý cho trở về khoác áo tuyển Việt Nam, nhiều người đã tin rằng chiếc vô địch sẽ nằm trong túi của thầy trò ông Park Hang-seo. Lý do là bởi vì xét về tài năng tại Đông Nam Á, Quang Hải có lẽ chỉ đứng sau Chan Athip. Sau tất cả những gì từng cho thấy từ AFF Cup hay trong màu áo của tuyển Việt Nam suốt 5 năm qua dưới triều đại của thầy Park, người hâm mộ cũng hy vọng những gì học hỏi được ở một môi trường bóng đá chuyên nghiệp châu Âu, Quang Hải cùng với đồng đội giúp cho ông Park hoàn thành mục tiêu cho giải đấu cuối với bóng đá Việt Nam trước khi chia tay. Đánh giá một cách công bằng, với hơn 400 phút ra sân ở AFF Cup 2022, những gì mà Quang Hải để lại là không thuyết phục nếu như chẳng muốn nói là thất vọng. Cụ thể hơn, ngoài một đường kiến tạo cho Hoàng Đức ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Malaysia, hai màn trình diễn ở mức độ ổn trong trận bán kết lượt về thì còn lại không đạt như kỳ vọng. Và không phải tới khi gặp Thái Lan trước đó nhiều thời điểm, tình huống vấn đề của Quang Hải đã bộc lộ. Chỉ có điều khi tuyển Việt Nam còn chiến thắng, vẫn đạt mục tiêu, nhiều người đã không để ý. Những trận đấu còn lại, Quang Hải không thể hiện được gì nhiều, thậm chí là còn trở thành gánh nặng. Trong trận chung kết lượt về ở Thái Lan, Quang Hải mất suất đá chính. Sau khi được Âu Park tung vào sân hiệp 1, thế chỗ Tuấn Anh, tiền vệ sinh năm 97 tiếp tục chơi mờ nhạt. Vấn đề của Quang Hải nằm ở chuyện, có vẻ như tư duy chơi bóng đang thay đổi kể từ khi tới Pháp, làm cho những đường chuyền, rồi cảm giác vị trí khác biệt so với những đồng đội ở tuyển Việt Nam, dẫn đến chơi dưới sức hay mặc lỗi. Không ít đường chuyền sai, rồi cả khả năng xử lý bóng cũng thiếu đi cảm giác, không còn cho thấy một Quang Hải nhạy bén, xuất sắc như vốn thấy. Xét về cơ bản, Quang Hải chơi không tốt ở AFF Cup 2022 là điều được dự đoán từ trước. Lý do rất đơn giản là tiền vệ này rất khó đảm bảo được năng lực, thể lực rồi tới cảm giác chơi bóng khi phải ngồi dự bị hay ít thi đấu quá lâu. Ông Park thực ra cũng hiểu điều này để liên tục trao cơ hội cho Quang Hải thi đấu, thế nhưng rốt cuộc lại phản tác dụng cũng như là khiến tiền vệ con cưng của mình thêm nặng nề vì chơi chưa được như ý. Bắt thủy trưởng từ miền Nam bỏ Quang Hải là khó, nhưng có lẽ ông Park vẫn cần phải cho học trò cưng hiểu rằng nếu như không tốt sẽ mất vị trí vào tay của người khác thay vì yên tâm đá chính chẳng hạn. Nhưng rốt cuộc ông Park Hang-seo không làm vậy, nên những gì mà Quang Hải thể hiện trong trận chung kết lượt đi trước Thái Lan là vô cùng đáng quên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến phong độ không tốt của Quang Hải, nhưng chủ yếu là do anh thường xuyên dự bị ở Pau nên bị mất cảm giác bóng, tư duy và sự sắc bén khi trở về tuyển Việt Nam. Việc phải thi đấu với lịch dày đặc ở AFF Cup cũng khiến cho Quang Hải không đảm bảo được thể lực, dù anh luôn được Park Hang-seo dành sự quan tâm đặc biệt, giữ gìn như là một báu vật. Vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này là sau một kỳ AFF Cup thất bại, Quang Hải còn cơ hội nào khi trở lại với Pau FC? Thực tế thì ngay cả khi không về nước, tuyển thủ Việt Nam cũng dần đánh mất vị trí ở đội hạng nhì của nước Pháp. Nếu như tỏa sáng tại AFF Cup, Quang Hải còn hy vọng những số 19 mất quá nhiều ở giải đấu lần này. Tương lai khi quay lại Pháp, tiền vệ 26 tuổi đối mặt với nguy cơ rơi vào cảnh sống mòn bởi một tháng không tập luyện thi đấu cùng Pau FC là thách thức vô cùng lớn đối với cầu thủ vốn đã đánh mất vị trí chính thức trước đó. Bộ khung của Pau FC định hình trong thời điểm Quang Hải về đá AFF Cup 2022 ít nhiều tác động đến sự lựa chọn của huấn luyện viên trưởng Thọ Lót. Do vậy mà cơ hội giành vị trí của số 19 trở nên vô cùng mong manh. Đối diện tương lai mờ mịt ở Pau FC, có tin đồn Quang Hải trở lại với V-League. Ngoài đội bóng cũ Hà Nội, người hàng xóm Công an Hà Nội đang là đội bóng có được sự đầu tư mạnh về lực lượng nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2023. Tân binh V-League chiêu mộ ồ ạt các sao như Philip Nguyễn, Phan Văn Đức, Văn Thanh, Tấn Tài, đặc biệt là người bạn thân của Quang Hải là Văn Hậu. Vì lẽ này mà tân binh V-League cũng là điểm đến đầy lý thú cho Quang Hải một khi số 19 kết thúc sớm cuộc phiêu lưu chinh phục bóng đá châu Âu. Dĩ nhiên việc trở lại giải đấu quốc nội là một sự thừa nhận cho chuyến đi thất bại, nhưng với sự nghiệp thì đó không phải là phương án tồi để cầu thủ này được chơi bóng đúng nghĩa và tìm lại điểm thăng bằng, phong độ vốn có. Sau AFF Cup,
Báo Thái Lan khẳng định huấn luyện viên Park Hang-seo là đối thủ lớn nhất của người Thái. Ông Park Hang-seo được truyền thông Thái Lan gọi là đối thủ lớn nhất của đội tuyển xứ Chùa Vàng. Khi Park Hang-seo đến Việt Nam, mọi thứ thay đổi. Huấn luyện viên người Hàn Quốc biến đội tuyển Việt Nam thành một đội bóng mà mọi đối thủ đều phải lo sợ, kể cả Nhật Bản. Đội bóng số 1 châu Á cũng phải rất khó khăn mới qua được đội tuyển Việt Nam. CS Sport mở đầu bài viết về huấn luyện viên Park. Việc nhà cầm quân người Hàn Quốc chia tay đội tuyển Việt Nam là một sự kiện được truyền thông trong khu vực quan tâm. Trong khoảng thời gian dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo tạo được dấu ấn và có ảnh hưởng nhất định đối với bóng đá Đông Nam Á. CS Sport bình luận: Họ đã thành công trong việc kéo Thái Lan khỏi ngai vàng số 1 Đông Nam Á và đấu với các đội bóng lớn tại châu lục. Trong 5 năm qua, ông đã khiến đội tuyển Thái Lan phải vắt kiệt sức. Tờ báo thể thao hàng đầu của Thái Lan ca ngợi huấn luyện viên Park và gọi ông là đối thủ lớn nhất của đội tuyển xứ Chùa Vàng. Theo CL Sport, ông Park là một đối thủ vừa cứng vừa mềm, vừa đáng ghét trong mắt người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Lối chơi của tuyển Việt Nam không đẹp mắt, nhưng rất mạnh và đạt được kết quả như ý. Tính cách nóng giận của ông ấy không được lòng nhiều người, những lời nói của ông ấy đôi khi mỉa mai và ngạo mạn. Cách cư xử của ông cũng khiến cho đối thủ bực mình. Nhưng trên hết, Park Hang-seo làm hết trách nhiệm của ông. Ông là một huấn luyện viên đích thực, dám nhận trách nhiệm khi có sai lầm xảy ra. Ông là một huấn luyện viên trưởng mẫu mực về sự kiên trì và bền bỉ. Ông là một huấn luyện viên trưởng mà người hâm mộ Thái Lan vừa yêu vừa ghét. Là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Thái Lan. CN Sport viết: AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng mà thầy Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Việt Nam kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Trước đó vào tháng 10 năm 2022, nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF đã thống nhất không gia hạn. Trong hơn 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park hai lần nhận thất bại trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 và chung kết AFF Cup 2022. Tuy nhiên, ở cấp độ giải trẻ, nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp cho Việt Nam đánh bại Thái Lan 3 lần, trong đó có trận chung kết SEA Games 31 và không thua trận nào. Chủ tịch FIFA kỳ vọng Việt Nam và Thái Lan sẽ được dự World Cup 2026. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino đánh giá cao giải đấu khu vực như AFF Cup, mong muốn Việt Nam và Thái Lan góp mặt ở World Cup tiếp theo. Tối ngày 16 tháng 1, Chủ tịch Gianni Infantino có mặt tại sân Thammasat theo dõi trận chung kết lượt về của AFF Cup 2022, nơi mà chủ nhà Thái Lan thắng Việt Nam 1-0. Sau đó, ông Infantino chúc mừng Thái Lan đã vô địch và Việt Nam thi đấu tốt để có mặt tại chung kết. Đồng thời, ông đánh giá cao giải vô địch quốc gia Đông Nam Á. Những giải đấu khu vực như thế này là chìa khóa để các đội tuyển quốc gia phát triển, ông Infantino chia sẻ trên trang chủ FIFA ngày 18 tháng 1. AFF Cup tạo ra cơ hội cho các đội tuyển như Thái Lan và Việt Nam thi đấu những trận mang tính cạnh tranh, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá thế giới. Chủ tịch FIFA cũng ấn tượng với tình yêu dành cho bóng đá ở Đông Nam Á và thành quả là những kết quả tích cực trên sân đấu. Thái Lan và Việt Nam là hai đội tuyển Việt Nam Đông Nam Á lần lượt lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 và 2022. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup. Ông Infantino nói, đây là lý do FIFA hỗ trợ các tiềm năng trên thế giới, thúc đẩy các thế hệ cầu thủ tiếp theo để tạo nền tảng hoàn thiện sân chơi toàn cầu. Việt Nam đã giành quyền dự World Cup năm 2023, trong khi đó World Cup 2026 tăng lên 48 đội, có thể trở thành mục tiêu cụ thể và đạt được đối với Thái Lan hay Việt Nam. AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, vì vậy từng có nhiều cầu thủ nổi tiếng của Đông Nam Á không thể góp mặt ở giải đấu này do các câu lạc bộ từ chối nhà người. Chanathip Songkasin, Nguyễn Công Phượng hay Safanat Moyanta đều vắng mặt tại giải năm nay cũng vì lý do. Trước AFF Cup 2022, giải đấu chưa từng được đón FIFA đến dự khán một trận chung kết và trao cúp cho đội vô địch. Năm 2020, ông Infantino từng đến AFF Cup 2020 ở Singapore. Thế nhưng ông chỉ dự lễ khai mạc. Infantino từng là tổng thư ký của UEFA trước khi được bổ nhiệm vào ghế chủ tịch FIFA năm 2016, thay thế cho Stef Blatter, người bị cấm hoạt động bóng đá 6 năm do cáo buộc tham nhũng. Trong cuộc bầu cử năm đó, thì Infantino đánh bại chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á lúc bấy giờ là Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Đến năm 2019, Infantino tái đắc cử lần thứ nhất. Từ đó, ông chỉ đạo quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ, khi số lượng đội tham dự tăng lên thành 48. Infantino sẽ giữ cương vị thêm 4 năm đến năm 2027, do là ứng viên duy nhất ở cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2023.